Chào các bạn, tôi là Mini Chiu. Và hôm nay là 23 tháng Chạp. À nhầm, 30 tháng Chạp. Mấy giờ rồi nhỉ? Như các bạn có thể thấy là 4 tiếng nữa liền là đến giao thừa. Nếu mà quay liên tục không cắt cảnh gì thì tôi hay bị nói lắp như thế này. À đây. Tổng kết năm vừa rồi. Cái tôi tâm đắc nhất vẫn là thắt lưng đế hoàng. Thắt lưng của... cái gì nhỉ? Phong Ưng Hiệp thì tôi có 3 cái. Thắt lưng của Viêm Long Hiệp thì tôi có 4 cái. Hầu như là trong số này tôi chưa review một cái nào cả. Lấy nét của cái. Ê. Đây rồi. Ba cái này là thắt lưng mini của Hình Thiên. Trong này là điện quang kích. À, này. Cái này gọi là cái gì nhỉ? À, liệt diễm đao. Thực sự là trong năm tới tôi rất muốn làm review hết tất cả các đống này. Trong năm mới thì tôi chúc các bạn gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Bye bye. Lấy nét nào.